Sự chờ đợi khi nào Messi trở lại thi đấu đã được xác nhận gần như chắc chắn ở trận Inter Miami gặp FC Cincinnati lúc 6 giờ 30 ngày 8 tháng 10 tại giải MLS, khi danh thủ này đã tập luyện cùng các đồng đội. Messi đã sẵn sàng trở lại thi đấu. Điều này thật tuyệt, vì anh ấy là cầu thủ rất quan trọng và chúng tôi luôn cần anh ấy, tiền vệ Sergio Busquets, đồng đội và là bạn thân của Messi, nói sau buổi tập ngày 7 tháng 10. Inter Miami đang chuẩn bị cho trận gặp FC Cincinnati tại giải MLS, với hy vọng giành chiến thắng để níu kéo hy vọng có suất đấu vòng playoff tranh ngôi vô địch MLS Cup. Ở vòng trước, Inter Miami để thua Chicago Fire FC với tỷ số 1-4, khiến cơ hội lấy suất playoff bị ảnh hưởng đáng kể. Họ cần thắng FC Cincinnati và hai lượt trận cuối trước Charlotte FC, cùng hy vọng đối thủ đang cạnh tranh xếp vị trí thứ 9 có suất playoff là CF Montreal mất điểm. CF Montreal đang hơn Inter Miami 5 điểm và đấu nhiều hơn một trận. Tôi nghĩ Messi sắp thi đấu trở lại. Chúng tôi sẽ có đánh giá lần cuối với Messi khoảng 24 giờ trước trận đấu. Nhưng quan trọng là hiện nay, Messi đã ra sân tập bình thường cùng với các cầu thủ khác. Cậu ấy không còn gặp vấn đề nào với mô sẹo cũ dẫn đến sự khó chịu thời gian qua. Messi cũng đang tìm lại phong độ tốt nhất, huấn luyện viên Tata Martino của Inter Miami cho biết. Câu lạc bộ Inter Miami Messi không thi đấu kể từ ngày 21 tháng 9, khi anh dính chấn thương và rời sân ở phút 37 trong trận đấu với Toronto FC, Inter Miami thắng 4-0. Tổng cộng danh thủ người Argentina này đã vắng mặt 4 trận thi đấu gần đây của Inter Miami, khiến đội nhà chỉ hòa và thua. Trong đó có trận thua ở chung kết Cúp nước Mỹ, US Open Cup, trước Houston Dynamo FC với tỷ số 1-2. Do đó, sự trở lại của Messi đang mang hy vọng cho Inter Miami tìm lại chiến thắng và giữ hy vọng tranh suất playoff đến lượt cuối giải MLS. Đội tuyển Argentina cũng đón nhận tin vui khi Messi bình phục chấn thương, để có thể thi đấu hai trận vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ gặp đội tuyển Paraguay ngày 13 tháng 10 và Peru ngày 18 tháng 10.